Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2022. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau với những nội dung đáng chú ý sau. Thưa quý vị, sáng nay, Cụm thi đua số 7 Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị chuyên đề các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến dự có đại diện lãnh đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong cụm gồm An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 7 và Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp. Ngay từ đầu năm 2022, tất cả các thành viên cụm thi đua số 7 đã tích cực tham mưu và tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy chính quyền cùng với sự phối hợp tích cực của chính quyền cơ sở, các ban ngành đoàn thể của địa phương trong thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Tuy nhiên, các ý kiến nhìn nhận, việc thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn cũng còn nhiều khó khăn. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đời sống đa số người dân trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp và không ổn định. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí kéo dài, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên người dân chưa mặn mà với việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận về những khó khăn, chia sẻ những sáng kiến cách làm hay, mang lại hiệu quả trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế thời gian qua. Đồng thời đưa ra và thảo luận về các giải pháp sắp tới trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Các giải pháp thu số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục bền vững, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính để tạo sự nhanh chóng, tiện lợi trong công tác phát triển, quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sáng nay, Ban Thường vụ Đoàn khối Dân chính Đảng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thi ý tưởng sáng tạo mô hình bảo vệ môi trường năm 2022. Có 35 trên 40 đơn vị với khoảng 90 thí sinh tham gia. Theo đó, mỗi đơn vị tham gia ít nhất một ý tưởng sáng tạo mô hình bảo vệ môi trường ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, y dược, giáo dục và đào tạo. Đội tham gia thi phải có mô hình cụ thể và một bài thuyết trình thuyết minh cho mô hình bảo vệ môi trường. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến lúc 15 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 50 năm Ngày Môi trường Thế giới, 5 tháng 6 năm 1972, 5 tháng 6 năm 2022. Chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua hội thi nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, từ đó làm thay đổi thói quen xấu trong đời sống, sinh hoạt, ảnh hưởng đến môi trường, góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Năm 2022 là năm phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh, đặc biệt với sự kiện Cà Mau đăng cai tổ chức diễn đàn OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. Trong kế hoạch triển khai thực hiện đề án chương trình OCOP do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành, Cà Mau tập trung phát triển mới và tiêu chuẩn hóa ít nhất 40 sản phẩm, công nhận mới ít nhất 30 sản phẩm đạt 3-4 sao, nâng hạng ít nhất 3 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao lên 4 sao, phát triển nâng cấp ít nhất 28-30 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP, củng cố nâng cao chất lượng kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại các điểm trưng bày trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, hướng dẫn hỗ trợ 77 sản phẩm OCOP đã được tỉnh công nhận tham gia các hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Cà Mau năm 2023. Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm tăng mạnh vì có sẵn nguồn nguyên liệu dự trữ, tồn kho, nhưng hết tháng 5 đã hạ nhiệt, thậm chí dự báo vài tháng tới sẽ khan hiếm, thiếu hụt nguyên liệu, nhất là tôm. Theo đó, trong vài tháng tới, có khả năng nguyên liệu tôm sẽ thiếu hụt hơn. Ngoài ra, nhu cầu tôm của một số thị trường nhập khẩu chính như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, EU có xu hướng chững lại sau khi tăng mạnh từ cuối năm 2021 tới nay. Kéo theo, xuất khẩu tôm quý 2 dự báo sẽ tăng trưởng chậm. Và do tình hình chiến sự Nga-Ukraine cũng tác động đến khai thác thủy sản,
khiến nguyên liệu khan hiếm vì chi phí khai thác cao. Do vậy, nguồn nguyên liệu hải sản để chế biến xuất khẩu tiếp tục là bài toán khó với các doanh nghiệp hiện nay. Theo chỉ tiêu phân bổ năm 2022, thành phố Cà Mau xuống giống vụ lúa hè thu với diện tích 2.480 ha. Đến thời điểm này, thành phố đã xuống giống đạt 100% kế hoạch. Hiện lúa đang phát triển tốt, hứa hẹn một vụ mùa năng suất cao. Xã Lý Giang Lâm là nơi có diện tích xuống giống lúa hè thu nhiều nhất thành phố Cà Mau với 1.125 ha trên tổng số 2.480 ha. Thực hiện theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, năm nay nông dân xã Lý Giang Lâm chủ yếu gieo sạ các giống lúa như OM5451, OM18, Đại Thơm 8 và một số giống khác như OM2517 và lúa Hàm Trâu. Các ruộng lúa trên địa bàn xã đều phát triển tốt hơn so với vụ mùa năm trước. Nông dân đang tích cực chăm sóc ruộng lúa với hy vọng có vụ mùa bội thu. Tôi thì coi như một hát, và tôi làm thì coi như cái giống lúa Đại Thơm. Riêng cái bản thân của gia đình tôi đấy, thì giờ đó là lúa thì cũng có trà lúa cũng được một tháng rồi. Tôi xạ 24 thì nay 24 rồi, đúng một tháng đó. Thì nó phát triển cũng tốt. Thì hiện tại thì lúa, các trà lúa thì qua kiểm tra đánh giá thì các trà lúa là phát triển rất là tốt. Còn đối với xã thì ngay từ đầu vụ á, thì xã cũng xây dựng một kế hoạch sản xuất của năm. Rồi căn cứ vào cái lịch thời vụ của các ngành chức năng, rồi xã đã, ủy ban xã đã tiến hành họp dân để thông báo lịch thời vụ để cho bà con chuẩn bị các bước để mà khi mà sản xuất thì chúng ta cho chủ động được hơn. Theo chỉ tiêu phân bổ, năm 2022, thành phố có 2.480 ha đất xuống giống vụ lúa hè thu. Đến thời điểm này, thành phố đã xuống giống đạt 100%. Trà lúa xuống giống trễ nhất đến nay đã trên 15 ngày, sớm nhất đến nay đã trên 35 ngày tuổi. Thời điểm này thì cũng khuyến cáo bà con với cái thời tiết mà mưa dầm, nhất là mưa về đêm, thì với mật độ mà lúa mà nó từ 20 ngày tuổi trở lên đó, thì bà con thường xuyên thăm đồng, coi chỗ nào nghi ngờ xuống kiểm tra lúa có dấu hiệu bệnh, phòng trừ cho nó kịp thời. Khuyến cáo nhất là bệnh đau ôm. Thì cái đó rầy nâu, nhất là sợ nhất là cái mật độ mà đối với lúa mà xạ dày á, thì thường thường xuất hiện đến những loại bệnh đó. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân thăm đồng, thì hàng tuần, Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Trạm Khuyến Nông, Trạm Bảo vệ Thực vật thành phố tổ chức kiểm tra đồng ruộng của 4 đơn vị có diện tích sản xuất lúa gồm phường Tân Thành, xã Tân Thành, xã An Xuyên và xã Lý Giang Lâm, để theo dõi sát tình hình phát triển của cây lúa, kịp thời hướng dẫn người dân cách bón phân đạt hiệu quả. Theo thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố, qua kiểm tra tất cả các trà lúa trên địa bàn thành phố, nhìn chung lúa đang phát triển tốt, chưa thấy xuất hiện vết bệnh, tuy nhiên không nên chủ quan. Thời điểm này, nông dân nên thực hiện theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, thường xuyên thăm đồng, theo dõi tình trạng phát triển của lúa để có cách xử lý kịp thời nếu xuất hiện sâu bệnh gây hại, đảm bảo một vụ mùa bội thu. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 450 phòng thi, 18 điểm thi và 2 điểm thi dự phòng. Theo đó, hội đồng thi đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Hội đồng thi có 450 phòng thi, mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh, tổ chức thành 18 điểm thi, trong đó tại thành phố Cà Mau có 7 điểm thi, các huyện có 11 điểm thi, trừ huyện Ngọc Hiển không có điểm thi. Ngoài ra, có 2 điểm thi dự phòng đặt tại trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình, phường 5, thành phố Cà Mau. Điểm thi dự phòng này có 20 phòng thi, sức chứa tối đa 480 thí sinh và điểm thi đặt tại trường phổ thông Hetman Manor, phường 5, thành phố Cà Mau. Điểm thi dự phòng này có 14 phòng thi, sức chứa tối đa 336 thí sinh. Thưa quý vị, thời tiết thay đổi, nhiệt độ tăng giảm đột ngột, khiến các bệnh về đường hô hấp gia tăng, nhất là viêm tiểu phế quản, chủ yếu do virus. Nhiều trẻ cũng gặp tình trạng về tiêu hóa như nôn, đau bụng, tiêu chảy, phải khám và nhập viện. Bác sĩ khuyến cáo để phòng bệnh hô hấp và tiêu hóa trong giai đoạn thời tiết như hiện nay, cha mẹ cần giữ gìn vệ sinh cho trẻ, vệ sinh nhà ở sạch sẽ, thông thoáng, đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho bé để tăng sức đề kháng. Cùng với đó, cần phát hiện sớm các dấu hiệu ở trẻ như ho, khò khè, viêm đường hô hấp để đưa con đến cơ sở y tế kịp thời, tránh diễn biến nặng.
Sai lầm phổ biến của nhiều cha mẹ là khi thấy trẻ ho, khò khè, sốt, thường tự ý mua thuốc kháng sinh cho con uống. Chỉ khi vài ngày không đỡ mới đưa đi khám, điều này có thể làm nặng thêm tình trạng của trẻ. Thuốc kháng sinh không có tác dụng trong điều trị các bệnh lý do virus gây ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.